Xin tóm tắt lại bài học ngày hôm trước. Là chúng ta đã đạt được mô hình số độ cao DM và ký hiệu là DM01. Sau đó lập được bản đồ độ dốc và độ dốc phân loại. Dốc phân loại theo 0 đến 3, 3 đến 8, người vật, 4 đến 2, 5 đến 7. Độ dốc phân loại, lập bản đồ độ cao. Và đã phân loại độ cao thì 3 mức 0 đến 27, 27 đến 50, lớn hơn 50. Và tiếp theo là tạo cái bản đồ raster của cái bản đồ sử dụng đất, chuyển đổi dữ liệu vector thành raster. Bây giờ tiếp tục chuyển hình đi cái bài toán các tiêu chí để tìm những vùng đất thuận lợi cho xây dựng. Giả sử như là ta làm bài toán tìm diện tích đất thuận lợi cho mục đích xây dựng dựa trên các yếu tố chồng xếp các lớp dữ liệu: bản đồ sử dụng đất, bản đồ độ dốc, bản đồ độ cao. Và các bản đồ này thì ở bài tập lần trước đã đưa về cái dạng raster các tiêu chí để tìm vùng đất thuận lợi. Thì giả sử là có 3 tiêu chí. Thứ nhất là nằm không nằm trong vùng dễ ngập lụt, tức là nền phải trên 27 độ, thì ta sẽ sử dụng bản đồ độ cao mà đã làm trước đây. Tiêu chí thứ hai là nằm trong vùng có độ dốc dưới 15 độ, thì chúng này sử dụng bản đồ độ dốc đã được phân làm nhiều ngưỡng ở trong bài thực hành trước. Tiêu chí thứ ba là tránh diện tích đất phải đền bù giải phóng mặt bằng tốn kém, cái này sử dụng bản đồ sử dụng đất raster. Đầu tiên thì ta quy ước trước khi phân tích chồng xếp giá trị số 1 là các đối tượng lớp dữ liệu được coi là thuận lợi, giá trị số 2 là các đối tượng của lớp dữ liệu được coi là không thuận lợi. Đầu tiên là sẽ phân loại các vùng đất không bị ngập lụt và dễ ngập lụt, thì ta vào app toolbox. Và Special Analysis Tool. Special Analysis Tool. Và Reclass. Con muốn đi ngủ chưa? Đi ngủ đi. Reclassify. Input ta chọn là bản đồ độ cao. Một lần trước là tạo bản đồ độ cao 01. Regress field để được chọn loại độ cao. Reclassification. Đây thay các giá trị 1 đến vùng có độ cao lớn hơn 27 nhé. Tức là thuận lợi. Nhỏ hơn 27 thì là không thuận lợi. Thì đi là 2. Ok.
Như vậy là đã có bản đồ độ cao được đã xong phân loại bản đồ độ cao. Hôm nay ta chưa đặt cái đầu ra rồi. Edit. Thì ở đây là sửa, ở đây là tiêu chí phân loại. Tiêu chuẩn. Ok. Ở đây nó đã tiêu chuẩn thành hai mức đây rồi, từ 0 đến 27 và lớn hơn 27. Bây giờ phân loại những vùng có độ dốc thích hợp. Add toolbox cũng vào reclassify. Input thì chọn độ dốc. Dốc phân loại reclass field chọn loại độ dốc, set một thì những vùng có độ dốc nhỏ hơn 15 độ. Đây là một. Đầu ra thì đây là ví dụ đặt là độ dốc tiêu chuẩn độ dốc. Ok, ta có thể thay được dẫn khác, nhưng mà tại lần trước ở cái độ cao ta đã để mặc định vào default rồi thì mình cứ để đấy cũng được. Ok, đã xong. Đây là tiêu chuẩn độ dốc, ta thấy nó phân làm hai loại. Tiếp theo là ta phân loại những vùng đất thích hợp cho việc giải phóng mặt bằng. Thì cũng vào toolbox reclassify, đầu input raster cho là sử dụng đất raster. Đây chính là cái phần vector chuyển sang raster ở cái bài thực hành trước. Reclass field thì chọn loại đất, set values thì đây chữ nó hơi bị lỗi phông, nhưng mà ta sẽ dựa vào cái bảng thuộc tính này để ta ở đây thì đây đầu tiên sẽ là mặt nước. Thì xét giá trị số 2 đối với những vùng đất tốn kém và khó giải phóng mặt bằng, đó là những vùng nước sông Hồng, mặt nước hai, suối hai. Tiếp theo là đất CC. Đất CC thì đất công nghiệp. Đất cơ quan. Đất nghiêm trang.
chung là khó giải khó mất bạn. Đất thì nội thị, nội thị một, đất quân sự là hai, hai khó giải phóng, đất trường học một. Trồng lúa một khác, khác cũng có giải phóng hai. Output thì chọn là tiêu chí sử dụng đất, tiêu chí tiêu chuẩn sử dụng đất. Ok. Chỉnh các tiện xong đưa ra cái tiêu chí là sử dụng đất, phân loại vùng đất thì dễ giải phóng và khó giải phóng. Sau khi ta đã xác định được ba tiêu chí tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn sử dụng đất này, tiêu chuẩn về độ dốc này, tiêu chuẩn về độ cao, thì bây giờ ta đã kết hợp ba tiêu chuẩn này và trồng xếp các lớp để hiển thị cái vùng đất thuận lợi cho xây dựng theo yêu cầu của bản toán. Và ta chú ý là ta đã gán giá trị là 1 cho những cái vùng thuận lợi, 2 thì là không thuận lợi. Bây giờ ta trồng xếp 3 lớp dữ liệu này để tìm những vùng đất thuận lợi cho xây dựng và những vùng không thuận lợi. Bây giờ để tính điểm chung cuộc thì ta sẽ sử dụng cái công cụ là weighted sum để cộng các giá trị ba lớp tiêu chuẩn độ cao, độ dốc và tiêu chuẩn sử dụng đất. Và app toolbox ta tìm cái công cụ weighted sum theo đường dẫn là spatial analysis tools overlay with the sum. Nhập đúng input thì ta chọn các cái layer chứa ba tiêu chí. Đó, tiêu chí sử dụng đất này, tiêu chí độ dốc này, tiêu chí độ cao này. Output ta đặt là vùng thuận lợi cho xây dựng chẳng hạn, thuận lợi cho xây dựng. Ok, nhấp ok để cho chương trình chạy. Chương trình nó chạy xong. Đây là tắt bớt các cái lớp không cần thiết. Còn lại cái vùng thuận lợi thôi. Đây ta thay đổi cái symbology của cái vùng này. Okay. Như vậy là nó cái vùng thuận lợi cho xây dựng nó được chia ra là 1, 2, 3, 4 vùng. Ở đây mới ứng với cái thứ tự là 3, 4, 5, 6. Thì ta để ý rằng ta đã trồng xếp 3 lớp và tính điểm cộng là tính điểm chung cuộc theo phương pháp mà cộng, cho nên là cái min, cái giá trị nhỏ nhất của một cái tiêu chí là 1. Vậy thì ba cái cộng vào thì nhỏ nhất nó là 3. Vậy
là những cái khu vực nào của số 3 là cái khu vực thuận lợi, còn lại lớn hơn 3 là không thuận lợi. Sau đó ta lưu lại. Như vậy đây chúng ta đã kết thúc được cái bài toán là tìm vị trí thuận lợi cho xây dựng. Ở đây là những cái vùng đất màu cam, ta có thể đổi màu. Ví dụ là bốn là ta để màu khác đi, để màu hồng đi chẳng hạn. Xanh này. Để màu vàng này. Còn lớp 3 là những vùng thuận lợi. Thuận lợi là để màu xanh. Vui. Màu xanh này có vẻ không nổi lắm. Xanh này nổi hơn. Đúng. Như vậy là các cái vùng màu xanh lam là cái vùng thuận lợi cho xây dựng, và những vùng màu còn lại là vùng không thuận lợi. Như vậy tóm tắt lại bài toán thì để giải một cái bài toán mà tìm cái vị trí thuận lợi trong không gian thì ta dựa trên cái mô hình số độ cao DM. Mô hình số độ cao thì được tạo dựa vào một cái file shapefile. Shapefile đó là phải có một cái trường độ cao Z, thì từ đó sẽ tạo được mô hình số độ cao. Từ mô hình số độ cao thì ta tạo được các cái bản đồ, các cái mô hình raster khác nhau, ví dụ như là bản đồ độ dốc, bản đồ độ cao, và phân loại theo cái yêu cầu của bài toán. Ví dụ phân loại độ dốc từ bao nhiêu đến bao nhiêu độ, phân loại độ cao là từ trên bao nhiêu mét về nó ảnh hưởng đến ngập lụt chẳng hạn, và từ cái bản đồ sử dụng đất là dạng vector ta chuyển đổi convert sang là dạng raster. Sau đó thì ta tiến hành trồng lớp, trồng xếp các lớp. Thì sẽ cuối cùng sẽ đưa ra cái, sẽ giải được bài toán về lựa chọn vị trí xây dựng. Phần hướng dẫn thực hành hôm nay là đến đây là hết. Chào các bạn.